dịch vụ kinh doanh đầu số. Các dịch vụ kinh doanh đầu số của Viettel gồm cho thuê đầu số và SMS chủ động. SMS chủ động là dịch vụ cung cấp tính năng nhắn tin giao việc, thông báo công văn mới cho nhân viên trong khoảng thời gian ngắn nhất. Dịch vụ cũng cho phép các ngân hàng, tổ chức tài chính cung cấp thông tin dịch vụ tài khoản, số dư, giao dịch phát sinh theo yêu cầu của khách hàng thông qua đầu số 8X62.